một dàn công tử đi học các bạn ạ, thanh niên lớp 5 đấy, chuẩn bị nghỉ hè rồi, rủ nhau đi học này, mỗi bạn một cái xe đua đã. Bạn công tử nhà này còn chế được cái xe đạp điện này, xe đua điện này. Mình đi thử rồi, đi đã lắm. Bạn học lớp 5 mà chế xe được luôn. Thế riêng một dàn cá cảnh đây này. Con đi học luôn hả? Yeah. Con đi xe đấy đi luôn hả? Yeah. Tỏi ơi ta. Có khi nào nó hỏng ngang đường không? Yeah. Có. Có lúc phải chạy. À, có lúc phải tự chạy đâu. Chủ của chiếc xe đạp điện tự chế cái này, gặp mưa nó có làm sao không? Không sao, không nó giật tê tê à? Anh công tử nhà anh giỏi quá, tự chế xe đi được luôn kìa. Hay là anh đi hội tống bên cạnh đúng không? Anh đi bên cạnh nữa hả? Đi đưa con đi học. Chạy bên cạnh, chạy bên cạnh con. Đúng là con nhà giàu mọi người ạ. Có ba ở nhà làm bạn. Tới ngày ăn mới chơi không à? Này, đây là cá gì mà bạn ấy nói mà mình quên rồi. Cá này vừa mua về hôm qua, gần 300 ngàn một con đây. Cá gì quên mất tiêu rồi. Mình hỏi bạn ấy là cá gì đầu có cái đầu u u này, bạn nói là cá gì mà quên rồi, bất chợt lại quên rồi. Bẻ cá mili nhất công tử nhà anh bạn tôi rồi. Đây là một bẻ cá coi. Cá này thì mình nhớ này, cá này thì nhớ là cá coi này, mà cá kia thì không nhớ là cá gì. Dàn cá chọi đây. mỗi bạn một bể, không có thì sợ nó đánh nhau. Cá u đầu kia cũng đánh nhau luôn, cho vậy mà phải nhốt riêng. Rồi em chào mọi người nha. Ai biết cá u đầu tên là gì thì comment giúp em nha. Nhà của anh bạn này, vợ chồng em chơi với anh mà cũng lâu lâu mới ra nhà. Bây giờ ra thì phát hiện anh con trai mới học lớp 5 mà, như một thiếu gia. Cái nào được cái anh vẫn rất ngoan. Chỉ chơi giống bố thôi, bố chơi gà, con chơi cá. Và có quạt xe độ rất chi là tuyệt vời. Mọi người vừa thấy quạt xe độ bạn ấy đi học rồi đấy không ạ? Rồi, tạm biệt mọi người.